Trong cuốn tiểu thuyết Thế giới hoàng mỹ, có nhiều đoạn mô tả việc Thạch Hạo không thuộc về cổ sử này. Các bạn biết điều này có ý nghĩa gì không? Trong phần đầu và giữa của câu chuyện, để tiêu diệt Thạch Hạo, các thế lực đối địch và các đại thần thông đều đã thực hiện suy diễn về Thạch Hạo, như là cô gái của vũ tộc ở hạ giới, người tinh thông bói toán, hay là đám hộ đạo giả của thiên nhân tộc tại thượng giới, hay Ngao Thịnh tiên vương mạnh mẽ như vậy. Kết quả suy diễn của họ đều không thể dự đoán. Trong Thạch Hạo giống như không tồn tại trong cổ sử này. Tại đại kết cục của Thế giới hoàng mỹ, trong trận chiến giữa Thạch Hạo và Thi hài thiên đế, Thạch Hạo bị Đại La kiếm thai chém chặt, đồng thời đã bị Thi hài thiên đế một trận đánh nát, hóa thành triệu triệu giọt máu rồi hoàn toàn biến mất. Theo lý, Thi hài thiên đế có thể giam giữ máu bị nổ tung, dù máu đã hóa thành hạt bụi cũng có thể tìm thấy, nhưng Thi hài thiên đế vẫn không thể tìm thấy Thạch Hạo thông qua sự suy diễn. Thạch Hạo giống như không thuộc về cổ sử này. Máu của Thạch Hạo đi chảy dọc theo dòng thời gian, dấu vết máu xuất hiện ở khắp thượng hạ lưu, hiện ra trong các khoảng thời không khác nhau, mà giọt máu quý giá nhất đã rơi xuống và hóa thành hình, trải qua nhiều năm tháng, dần dần nhận thức rằng hắn đang tu luyện tha hóa tự tại đại pháp, vô tình đến thời không này. Đồng thời mỗi thời không đều có giọt máu hoặc là máu còn lại tương tự đang xảy ra sự kiện tương tự. Điều này có nghĩa là hóa thân của Thạch Hạo đã hiện ra ở các thời không khác nhau, tức là hắn hóa thành vạn cổ, hóa thành vạn triệu, mỗi dòng thời gian đều là hóa thân của Thạch Hạo cảnh giới thiên đế. Cảnh giới thiên đế đương nhiên có thể che giấu thiên cơ, không phải ai cũng có thể suy diễn được. Nói đến đây, có phải vì mỗi thời đại của Thạch Hạo đều là hóa thân của máu thiên đế mà không thuộc về cổ sử đó không? Tại sao cũng là thiên đế, thì hài thiên đế vẫn không thể suy diễn được? Đây không thể không nhắc đến một số biến cố khác. Đúng vậy, Diệp Khuynh Tiên, hậu duệ mà Diệp thiên đế yêu thích nhất. Lẽ ra cô có thể đạt được cảnh giới thiên đế, nhưng đã từ bỏ, tại sao lại như vậy? Thật ra, toàn bộ cổ sử của thế giới hoàng mỹ đã sớm chôn vùi trong vô tận năm tháng. Tất cả những người đã theo hoàng thiên đế chiến đấu trên thượng thương chi thượng đều đã chết trận. Chính hoàng thiên đế sau vô tận năm tháng đã dùng mọi giá để phản chiếu thời đại đó, để cho những người đã tuyệt tích của thời đại đó trải qua nhiều năm tháng tu dưỡng và biến hóa, cuối cùng hoàn toàn trở về. Diệp Khuynh Tiên là người tự nguyện trở thành cầu nối đặc biệt cho Diệp Thiên Đế và Hoàng Thiên Đế, gánh chịu nhân quả to lớn, cuối cùng căn cơ đại sụp đổ. Nói đến đây, tất cả sự thật đã rõ ràng, tại sao Hoàng Thiên Đế không tồn tại trong cổ sử, không có tên Hoàng Thiên Đế trong mọi cổ sử, không ai nhớ đến hắn, bởi vì toàn bộ cổ sử này đều là do hắn phản chiếu ra, hắn chính là người sáng tạo cổ sử, giống như câu trả lời của hắn với tiếng gọi của mọi người. Có, ta luôn ở đây, chỉ với một câu này đã thắp lên bao nhiêu nhiệt huyết của độc giả làm cho người ta ứa lệ.